Ông bà mình á có cái đặc biệt là hễ Tết nhất thì không phải chỉ là ngày vui chơi, mà trong đó nó có cái truyền thống là chúng ta cúng kính. Vậy thì cái lễ cúng kính cuối năm đầu năm nó không rơi vào cái trường hợp gọi là tôn giáo, mà nó là một cái ý nguyện ai cũng muốn làm mới mình, ai cũng muốn ôn lại cái dở để mình học hỏi và làm mới bản thân. Cho nên sau khi cúng rồi thì bắt đầu dọn dẹp. Tất nhiên rồi, tiễn ông táo, tiễn ông bà. Đó. Thì cái chữ tiễn đó là gì? Để cho mình yên tâm là bữa nay mình mới dám dời lư hương, leo lên bàn thờ Phật, leo lên tượng Phật mình lau, để mình sợ lỗi bất kính. Pháp Hòa ví dụ như khách đang ngồi ăn, mình muốn dọn chén dĩa dơ xuống, mình nói sao? Dạ xin lỗi cho tôi dọn mấy chén này xuống trước. Chứ không phải đâu mà tự nhiên xẹt vô bưng không? Nói một tiếng xin lỗi cho tôi được dời chén xuống. Rồi mình muốn đem thức ăn mới lên cũng nói sao? Dạ xin lỗi cho, xin phép đem thêm thức ăn vào. Thậm chí thức ăn mà hết mình phải múc một cái chén ở ngoài rồi mới đem chêm vô đó. Có nhiều người ta lịch sự, ta không bưng cái chén đó xuống nữa, ta thêm múc thêm để vào. Thì tất cả những cái hình ảnh mà mình thấy đời sống của người Việt Nam mình đó, nó không phải là vô cớ đâu, mà nó đều có một cái tư duy, đều có một cái lịch lãm ở trong đó. Mà chúng ta là con cháu, và chúng ta thấy ông bà người trước làm, mình làm, mà ngày nay mình cần hiểu nghĩa. Mình hiểu rồi, mình thấy ông bà mình thông minh, ông bà mình có nhiều tuệ giác, ông bà mình sống rất là hay, sống rất là đẹp. Mà chúng ta xưa bày nay làm, thiếu cái nghĩa, cho nên làm mà không hiểu, cho nên bị người ta kêu mê tín. Làm phải hiểu nghĩa, ai nói mình mê tín? Ủa, ông bà đâu chết mấy chục đời mà anh cứ rước hoài vậy? Dạ không, tôi rước đây là ý nghĩa là trong cái đầu tôi, ăn chơi thì ăn chơi mà tôi vẫn nhớ cội nguồn. Đi ra ngoài làm gì làm phải nhớ tổ tiên cội nguồn để chi? Để mình biết rằng ông bà đang sống ở trong mình. Mình không có quyền khinh xuất làm cho tổn hại thân thể mình, thì mình có lỗi với tổ tiên. Tại tổ tiên cho mình một cơ thể mạnh khỏe để mình sống, mà rốt cuộc mình uống rượu, mình hút thuốc, mình làm những cái điều tổn hại đến thân mình, có lỗi với tổ tiên. Và mai mốt đây mình bệnh hoạn, rồi mình sanh ra mấy đứa nhỏ, có lỗi với thế hệ tương lai. Rốt cuộc mình sống, mình có lỗi với tiền nhân, mà có lỗi với hậu thế. Là tại vì mình không có tư duy. Lá phổi nó sống cho mình quá chừng tốt luôn. Tháng nào, cứ 6 tháng đi check up một lần. Check up xong nghe tốt về hút thiếp. Vậy mình có lỗi với phổi đó. Vậy mà lúc nào cũng ghi tên cầu an hết. Cầu sao nổi. Thầy rác hơi thầy tụng cho mình an. Mình gì nhà mình cứ lấy nhang mình đốt vô hoài. Thay vì mình để dành tiền mua hương cúng Phật, này đi mua hương cúng lá phổi. Thế là mình cái tư duy. Sống là mình phải tư duy. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Ngồi thiền là tu cái tư duy, cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là ngồi trên bồ đoàn tổ cũ mấy tiếng kêu là tu thiền. Tu cái này, tu thiền là tu cái này. Mỗi ngày mình sống, mình làm, mình suy tư, mình có cái quán chiếu. Còn mình ngồi đó, mình ngồi để nó yên, nó lắng. Nó lắng rồi cái này nó phải làm việc. Còn mình ngồi sao, ngồi giỏi 2-3 tiếng đơ người hết trơn, trên này nó cũng đơ theo luôn. Không phải, không đúng cách. Tu là mỗi ngoài mình mỗi sáng. Vì mình có cái tư duy, mình có cái quán chiếu, mình có cái thấy gần, thấy xa và cách ứng xử sống. Đó là đạo Phật. Đạo Phật là chỉ cho mình cách sống. Cho nên á, ở nhà mình á, ngày xưa ông bà mình cúng ông Thiên, ông Táo, ông bà. Nhà ba chỗ để ba ông. Ở trước cửa thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông bà, sau thờ ông Táo. Cho nên không có dám làm bậy, bị làm gì cũng có mấy ổng ngó hết.
ra ngoài có ông trời ngó làm thiên, rồi ở trong nhà có ông bà dòm ngó, phía sau có ông táo. Vậy thì cái ông táo mà chúng ta cúng mà tiễn đó, chúng ta thờ ông táo cũng là một cái hình ảnh đẹp, mặc dù nó là tập tục của nhân gian. Nhưng mà đạo Phật có cái hay á, là chúng ta biết thổi vào đó những cái đạo lý, và chúng ta biết tìm ra cội nguồn ông bà mình tại sao phải đặt để những cái chuyện đó. Vậy thì người nhà nào mà còn nấu ăn, nghĩa là nhà đó còn hạnh phúc. Buổi chiều về còn nấu thức ăn lên, cả nhà ăn chung. Mà nhà nào mà ăn to go không ăn hàng chợ nhiều quá là biết rồi đó, không có chung giờ. Rồi chuyện lâu lâu mình bận rộn việc nhà, mình không có thể nấu nướng, mình order về thì chuyện đó bình thường, không có lạ. Nhưng cái chính là dẫn những bữa cơm mình nấu cho nhau. Cho nên quý vị thấy không, thường Tết nhất là nhà nào cũng thích nấu nướng hết á. Phải làm chút gì đó, phải nấu, dù lười gì cũng nấu miếng xôi, miếng cơm để mà cúng quải, là làm cho nó ấm nhà. Cho nên người xưa người ta dọn nhà đó, nhà mới đó, ta dọn nhà đó, ta còn phải xông một bình trầm lên. Xông bình trầm ta đi xung quanh nhà để làm chi? Gọi là xông nhà, làm cho cái nhà nó ấm. Trong phải ấm thì ngoài mới êm. Việt Nam mình kêu là trong ấm ngoài êm mà. Trong không ấm mà lấy gì êm? Cho nên nội bộ mà lủng củng là ở ngoài nó nghe lãng cảng liền. Bị nghe nói trong nhà mà lủng là nói ra ngoài. Cho nên trong nhà mà lủng củng là ở ngoài lãng cảng. Trong nhà có chuyện gì là nói ra ngoài cho người ta nghe hết. Cho nên trong phải ấm thì ngoài mới êm. Tiếng Việt Nam mình hay lắm. Những cái từ rất đơn giản, mà thậm chí quý vị cần viết những chữ đó lên. Trong ấm ngoài êm. Để ngay cái cửa, để ngay cái phòng, để mỗi lần muốn kiếm chuyện nhớ, nhớ nha. Trong ấm ngoài êm nè. Ăn rồi cứ no rồi kiếm chuyện với nhau hoài đi. Rồi hết chuyện để kiếm là sao? Người đã chết rồi, còn nữa đâu kiếm. Thành thử ra khi còn sống với nhau, chúng ta phải hành xử với nhau. Hành xử như thế nào để cho mình có những cái hình ảnh thật đẹp về người đó, để người đó có còn hay là người đó mất, mình vẫn có những cái hay cái tốt mình nói về người đó. Cho nên cúng dỗ là vậy. Cúng dỗ là để ôn lại. Ôn lại, xưa ông nội con dạy mẹ vậy đó. Cho nên những bữa cơm gia đình, những bữa cơm gia đình là những bữa chúng ta ngồi lại có mặt cho nhau, có mặt cho nhau để rồi chúng ta nói những cái chuyện rất gia đình. Mà mình không có hiểu thì làm sao mình thương. Cho nên á, hỏa là lửa, mà lửa là giữ ấm. Mà cuộc sống này á, ở dưới bếp là có đủ nước, lửa, gia vị đủ thứ hết. Cho nên trong bếp là tượng trưng cho một ngày, một cái đời sống của con người, mặn, lạc, chua, cay, ngọt, bùi, đắng, chát, nước, lửa có đủ hết. Vậy là cuộc sống mình á, mỗi ngày mình phải ăn uống để sống. Mà trong cái bữa ăn là đủ vị hết, chua, cay, ngọt, bùi, thì cuộc đời này nó cũng ngọt, bùi, chua, cay. Nhưng với cái người khéo léo, chua, cay, ngọt, bùi gì biết trộn vô hết, nó thành ra món ăn. Cho nên người nào bếp khéo là tự nhiên ở trong bếp mà có đồ ăn ngon. Vì người đó biết pha trộn, biết làm cho cái bữa ăn nó ngon lên. Người sống trong đời tu hành cũng vậy. Cuộc đời có thể cho mình đủ thứ hương vị, nhưng chúng ta là người biết làm bếp. Quý vị thấy không? Ở nhà bữa ăn một con người mình sáng là nội ăn không là ba chập rồi. Ăn thôi, đó là chưa nói ăn vặt nữa nha. Đấy. Suốt khắp nơi shopping thì còn quy tụ một khu vực, chứ còn ăn uống rải rác trên đường. Tại vì con người mình phải có ăn mới sống. Mà hãy ăn thì phải ăn lựa ngon, lựa ngon mới ăn. Cho nên thường người ta hay nói chung với nhau, ăn thì phải nói. Tại ăn nói nó dính với nhau.
ăn ngon thì khỏe, ăn đúng thì khỏe, mà ăn trật là bệnh. Nói cũng vậy, nói đàng hoàng thì yên ấm, mà nói không đàng hoàng là có chuyện. Cho nên ăn nói nó gần nhau. Người thế gian cũng ông Táo, ở chùa cũng ông giám trai. Giám tức là gì? Cai quản, coi sóc. Tiếng Anh dịch là inspection. Bồ Tát giám trai dịch tiếng Anh là food inspection, Bodhisattva. Cho nên trong chùa có thờ ông giám trai, nghĩa là ông này, vị Bồ Tát này coi sóc cái bữa ăn của đại chúng. Ở trong nhà mình, mẹ mình là một giám trai, cha mình là một giám trai, trong chùa sư cô là một giám trai, hay cái vị nào coi nhà bếp nấu nướng cho đại chúng là vị Bồ Tát giám trai. Cho nên mình luôn luôn đi vào bếp là nhớ ơn Bồ Tát giám trai. Quý vị có biết cái hình của vị Bồ Tát này chưa? Đây là một trong những bức hình Pháp Hòa có thôi nha. Này, đây là cái hình theo cái phong cách của người Việt Nam. Có nhiều người người ta họa cái hình ngài khác đi, nhưng mà Pháp Hòa đây có cái bức giám trai này là hình của một ngôi chùa ở miền Nam, ở miền Tây Việt Nam. Thì quý vị biết đây, cái hình của ngài một ông cầm cái búa bữa củi và cái dáng dấp của gọn gọn của người Việt Nam. Có nhiều bức tượng người ta làm nhìn thấy hơi dữ. Pháp Hòa sợ cái hình đó, không thích lắm. Thích mấy cái hình ốm ốm mà nhìn hiền lành của ông Bồ Tát giám trai. Ở trong chùa mình ở dưới bếp cũng có treo cái hình của ngài. Tây Thiên cũng để một bức. Thường thường chùa nào cũng có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ thờ Bồ Tát giám trai. Còn nếu mà không có hình nữa, viết chữ giám trai sứ giả Bồ Tát, Food Inspection Bodhisattva, làm cái linh vị thờ. Và hễ tới cuối năm là cũng hôm nay nè, hôm nay đúng 9 ngày ngày kỷ niệm của giám trai sứ giả, thì các vị thường quan niệm giám trai sứ giả này có thể là một vị đệ tử của Đức Phật tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Mà trong 18 vị La Hán, vị La Hán này là vị La Hán đầu tiên, Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả. Tại vì ngài có cái nguyện, nơi nào có tổ chức những đàn trai cúng dường thì ngài sẽ có mặt để trợ duyên phò hộ cho cái đàn tràng đó, cái bữa cúng cơm đó. Cho nên các thầy mà đáp từ á, khi quý vị tắc bạch á, cúng dường xong thì cái vị thầy đáp từ thỉnh thoảng có niệm danh hiệu của ngài. Thí dụ như niệm mà trước hết niệm mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả chứng minh, rồi hôm nay ngày mấy quý vị phát tâm cúng dường gì đó, đọc tên của ngài lên, thì người ta nghĩ rằng Bồ Tát giám trai chính là ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả. Vì theo cái nguyện của ngài là có mặt ở tất cả những cái bữa ăn. Và thưa đại chúng, là cái truyền thuyết về ngài giám trai có vài ba thuyết khác nhau, nhưng Pháp Hòa không muốn confuse quý vị. Pháp Hòa không có nói mấy cái chuyện đó. Bây giờ mình chỉ hiểu là Bồ Tát này được Phật giáo tín ngưỡng rằng là một người có mặt ở trong bếp. Nhưng mà theo cái tinh thần, cái nhìn của đạo Phật á, bất cứ nơi nào có những bàn tay mầu nhiệm giúp đỡ đều là Bồ Tát hết. Ví dụ trong bệnh viện có những bàn tay giúp đỡ cho bệnh nhân thì y tá là Bồ Tát, bác sĩ là Bồ Tát. Mình cần xe để mình đi bác sĩ mà không có, có cái người đó tới chở mình thì người đó là Bồ Tát thường chuyên chở. Rồi mình cần người thông dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt cho mình để mình hiểu thì Bồ Tát đó là Bồ Tát thường thông dịch. Vậy thì trong cái nhìn của đạo Phật á, ai làm những việc gì đặc biệt giúp đỡ cho mọi người, người đó đều được gọi là Bồ Tát. Cho nên giám trai sứ giả, giám trai Bồ Tát có thể là tất cả chúng ta ngồi đây. Và mình
phải nhìn nhận rằng, mình phải nhìn nhận rằng nếu trong cuộc sống này á, con người chúng ta không luận là nước nào, quốc gia nào, đều cũng con người, đã là con người thì cái căn bản là phải ăn uống. Cho nên có những vị người ta rất là khéo léo, người ta chế tác ra được rất nhiều món ăn để mà cống hiến cho mọi người. Mặc dù cái món cơ bản nó vậy thôi, nhưng mà với cái tài nghệ, người ta đã làm ra được rất nhiều món ăn. Giống như hồi đó bán bánh mì cũ á, bánh mì cũ cứng đâu có, theo nguyên tắc là ăn bánh mì thì không ngon nữa, thì bắt đầu ta phơi khô đi. Cái ta phơi khô, cái ta nhúng chao, chiên là nướng lên, cái kêu là bánh mì chao. Rồi bánh mì đó mình đem đi hấp đi, bánh mì cũ đừng bỏ, cất freezer hết. Khi nào muốn ăn đem ra hấp, hấp lên cái để bì lên, cuốn rau sống chấm nước mắm, kêu bánh mì bì hấp. Rồi có nhiều người bánh sandwich ta đâu có bỏ, ta bẻ nhỏ nó ra, ta trộn trong chuối với bột làm bánh chuối. Làm bánh chuối phải có miếng bánh mì, bánh chuối nướng có bánh mì cho nó ngon. Còn hồi nhỏ mình nghèo quá, mua nấu lên tô mì gói thì chạy ra chợ mua tô mì, tô phở gì thì thêm gì vào? Cơm nguội. Để cơm nguội vô cho nó no, phải không? Ai đã từng ăn ăn như vậy không? Cái thời nghèo đó là gì? Khi mà chúng ta ở một cái hoàn cảnh nào đó thì tự nhiên chúng ta biết biến chế mà nó lại ngon. Đó. Bây giờ cơm nguội ta đâu có bỏ nữa, cơm nguội ta đem phơi đi, phơi cho nó khô, rồi cái khi nào muốn ăn cái deep fry nó lên, cái mình làm cơm chiên rồi mình trộn nó vô cho nó giòn nó ngon. Ta không bỏ một cái gì hết là do người ta biết làm. Thì cái vị giám trai đó giám sát những món ăn và biết làm cho lại chúng ăn mà ngon mà bổ, không phí. Quý vị biết mấy cái cùi của broccoli á, cái cùi bông cải trắng, cái cùi cabbage á, đừng có bỏ nha. Mấy cái cùi đó mà kho là ngon lắm. Trong chùa mà cái món kho thập cẩm mà nổi tiếng là nhờ mấy cái đó đó. Nhờ mấy cái cùi broccoli, mấy cái cọng broccoli, nhờ mấy cái cọng bông cải trắng, mấy cái cọng bắp cải đó, nó ngon lắm. Kho nó rất là bùi, nó rất là ngon. Quý vị biết một cái cây chuối, cái trái chuối, bắp chuối ở Việt Nam nhà chùa là không, là sử dụng trọn vẹn hết, từ cái hoa chuối cho đến những cái bẹ chuối cho đến bắp chuối, sử dụng được các món ăn hết. Tại ra đây Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng á, bây giờ mình hiểu rằng vị Bồ Tát giám trai nghĩa là một người ở trong bếp chịu cực nhọc với đại chúng, cho nên làm gì làm tâm mình phải biết ơn. Cho mỗi bữa ăn á, mình phải nhìn nhận cái ơn hơn là cái ngon dở. Người ta bỏ ra, người ta nấu cho mình một bữa ăn mà lên không có một lời appreciate, trân trọng gì hết trơn, chê không? Này ngọt quá, kia mặn quá, này lạc quá. Rốt cuộc cái công người ta nấu mình không nhận ra, mà toàn là nhận theo cái khẩu vị riêng tư của mình, tự nhiên làm cho cái người đó, người ta không còn tinh thần để nấu nướng, để phục vụ nữa. Mà chúng ta phải trân quý trước, rồi chúng ta góp ý sao, nếu chúng ta nghĩ rằng cái đó nó cần thêm thắt cái gì đó. Nhưng mà cuộc sống con người ai cũng muốn được cái sự tươi tẩm hơn là cái sự đó. Quý vị thấy một đứa nít, mặc dù nó nhỏ đó, nó chưa có danh gì hết chứ, mà thử chê nó có nó buồn không? Huống chi mình là người lớn có đủ ý thức rồi thì làm gì không có buồn trước những cái sự khen chê. Mặc dù tu cao á, ở cái mặt tu cao nữa nó đừng buồn trước khen chê, nhưng mà ở đây bữa nay mình nói mình tu thấp đi. Cái cuộc sống cơ bản của con người thôi, ai cũng được thích, trân quý, appreciate. Mình cứ quý cái thời gian, cái công sức người ta cho mình cái đó. Còn cái chuyện người ta hay dở đó là cái chuyện khả năng của mỗi người. Nhưng mình rõ ràng là mình thấy người ta có thiện tâm, thiện chí, đã cho mình cái khoảng thời gian đó để cung hiến cho mình. Cái đó là cái mà chúng ta cần tư duy. Thì vậy thì mình dọn nhà cuối năm là để làm gì? Đâu phải ai khoe, mình khoe với ai? Có nhiều khi xứ này mùng 1 Tết chứ có ai tới ai đâu. Nếu mà rơi nhầm ngày thường là xách giỏ đi làm giống nhau.
Nhưng mà mình dọn nhà đó là để nhắc nhở mình dọn sạch những cái cũ của một năm mới, để chuẩn bị làm mới cả thân và tâm mình để chuẩn bị cho một năm sau. Vậy thì dọn nhà là dọn mình. Nhưng mà dọn nhà đó là một biểu, nhưng mà cảnh mà nó có tươi mát thì tâm con người nó cũng nhẹ nhàng theo. Mặc dù á, cái cảnh đó nó sạch sau tâm là đúng. Trước hết là lòng mình muốn sạch, nhà nó mới sạch. Nhưng mà chính cái cảnh sạch nó trợ duyên cho cái tâm. Cho nên tâm mình lẫn là chính. Hễ là tâm mình muốn gọn sạch là mọi việc xung quanh nó sạch. Mà người nào mà không muốn sạch rồi thì thôi khỏi. Cái gì họ cũng bày bừa được. Nhưng người lòng, cái người đó muốn sạch, mọi thứ xung quanh sẽ sạch. Và chính cái hoàn cảnh nó mới tác cái duyên, nó trợ cái lực cho mình. Cho nên mình sống mình phải tưới tẩm đó. Một cái cây lâu lâu cũng phải tỉa nó. Cái nào nó héo mình ngắt, mình lặt nó đi. Rồi hoa mình chưng cũng phải tưới, cũng phải spray nước. Để chi? Để cho nó tươi tắn lên. Con người mình cũng vậy. Cho nên nói tóm lại, mỗi người mỗi hạnh trong cuộc sống. Thì cái hạnh ở trong bếp cũng là một hạnh. Và có thể nói rằng cái hạnh đó rất cần. Quý vị thấy Pháp Hòa hai tuần lễ qua, bắt đầu từ năm mới này, chùa trở lại sinh hoạt bình thường. Là chủ nhật làm lễ xong xuống nhà ăn cơm. Hai tuần lễ nay mình bắt đầu lại rồi đó. Nhiều Phật tử lên vui lắm. Bữa nay chùa mình ăn cơm lại. Không phải, xin thưa đại chúng là không phải người ta đói khát diện dĩa cơm đó. Nhưng mà cái không khí, cái không khí ấm êm của trong chùa là mình đi lễ rồi, giờ mình được ngồi lại mọi người nói chuyện ăn cơm. Đó là cái hình ảnh ấm êm, hình ảnh mà sinh hoạt của nhà chùa. Chờ các vị lên vui lắm. Thầy Pháp Hòa cũng chia sẻ cho các thầy trong bếp, các cô trong bếp, để các vị lên tinh thần và thấy rằng mình một chút xíu cực nhọc của mình, nhưng mình đã làm được cho mọi người rất là vui. Cho nên đại chúng mà ăn cơm mà có ngon, có dở hay có lạnh, có nguội gì, không quan tâm. Cái quan tâm là mình thấy người ta thức đêm, thức hôm. Rồi mỗi cuối tuần ta suy nghĩ có làm gì cho mình ăn. Ta có suy nghĩ chứ không phải không đâu. Rồi ta có đầu tư thời gian và công sức chứ không đâu. Nhưng mà tay nghề mỗi người ta có khả năng chút đó thôi. Cái quá không quan trọng. Quan trọng là cái tấm lòng của người ta đối với mình. Cũng giống như mình mua quà mình tặng cho ai, mình cứ nói là sao? Của ít lòng nhiều nghe. Ăn lấy thảo gì đó, ăn lấy vị đừng ăn lấy bị nghe. Tức là mình nói những cái lời nói đó, chính mình tới những người mình cũng xin như vậy. Tức mọi người nhận một chút lòng của mình. Người Bắc đem gì lên chùa, con chỉ có một ly một lai thôi. Một ly một lai, chút lòng dân cho Phật. Thật ra mình biết rằng những cái từ ngữ đó rất là khiêm cung. Rất là khiêm cung, mặc dù có thể các vị cúng, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm thành gửi trong đó. Thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, Pháp Hòa muốn nhắc lại những cái từ ngữ, những cái ý nghĩa chút xíu thôi, để cho đại chúng nhớ là tại sao quanh năm mình cũng lau nhà, chùi nhà mà, nhưng mà cuối năm lại là một cái ngày tổng vệ sinh. Chắc chắn rằng bước sang năm mới, cái giờ phút giao thừa, mọi việc phải được tươm tất, phải không? Quý vị nào cũng đơm một cái dĩa trái cây lên, hoa tươi, mọi việc từ trên bàn thờ cho tới bếp núc cho tới nhà sạch sẽ. Thứ sáu vừa rồi là chùa là tổng vệ sinh cái bếp. Mặc dù là cứ vài ba tuần, vài ba tháng là phải clean hết, nhưng cuối năm cũng có một ngày tổng vệ sinh từ trong ra ngoài. Đó. Rồi các thầy đây, chiều hôm nay là kết thúc, không có còn lễ nghi gì, tụng niệm gì nữa trong vòng một tuần, để mà dọn dẹp bao sái trong chùa, từ chánh điện, lau đèn, lau Phật, chùi lư mọi thứ để sắp xếp. Rồi bắt đầu y áo phải gom, giặt hết, chuẩn bị một năm mới. Trong chùa nó cũng có những cái quy tắc như vậy để nhắc nhở với nhau. Cả năm rồi mình sống, có thể mình lúc lười biếng hay mình gì đó không biết, nhưng mà cuối năm rồi phải kết thúc. Cũng giống như mình vậy,
mình cũng biết ngày mai mình còn được một ngày mới không. Cho nên thôi tối nay còn gì cần làm cho nó xong, thí dụ vậy, cho rồi để ngày mai khỏi mất công. Thì ở đây chúng ta có một cái ý nghĩa để nhắc nhở nhau. Dọn cái mới nghĩa là dọn sạch thân tâm, chuẩn bị. Cho nên năm mới kiêm cử, không có dám nói tùm lum tùm la, nói cái gì phải nói cho lời lành lời tốt, cái gì cũng phải mới hết. Lời nói mặc dù gặp nhau cũng chào hỏi, nhưng mà lời nói đó phải là lời nói đẹp đó. Thì cái ý nghĩa là năm mới chúng ta làm mới thân tâm, cũng như chúng ta dọn dẹp nhà cửa, làm mới bản thân mình để cho người thân và mọi người xung quanh mình đều có sự vui vẻ, cởi mở, hạnh phúc với mình. Cái gì mình cũ mình phải tu sửa, nếu không thì mình sẽ cứ dậm chân một chỗ và không tiến bộ. Kế đến là chúng ta cúng giám trai sứ giả, là ở trong chùa đấy nè. Quý vị đưa ông Táo với cái ý là nhờ ông Táo lên trển nói cho trển biết năm nay con cũng quýt lắm á, cũng chịu khó cúng ngày dữ lắm á, cho nên Việt Nam không có cho đốt chân nhang, để đốt ngày cuối năm ngày 23 đốt như chi biết không, để ông bưng lên trển ông trình là năm nay con cúng được nhiêu nhang nè. Pháp Hòa mới nói thời buổi này nên clean up bình nhang cho thường xuyên nha, đừng có để có ngày á đốt rồi không rồi đi chợ đi búa đi làm gì ở nhà nó phát quả nó có lửa có chuyện đó, rồi lúc đó là không ông nào tâu kịp ở trển đâu. Cái đó chỉ là một ý niệm thôi, nhưng mà bàn thờ phải sạch sẽ, chân nhang phải thường xuyên rút, đừng có để nhiều quá rồi nó cái cây này nó lây cây kia, có thể nó phát quả có tai nạn nguy hiểm, không nên. Thôi thì cuối cùng Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, đây là một bài tán thán ngài giám trai sứ giả mà trong chùa thường hay dùng để cúng tụng ngài. Giống như sáng mai trước khi mà bắt đầu làm bếp là chùa sẽ có một buổi lễ cúng giám trai sứ giả. Đây cái lời tụng ngày mai sẽ có trong cái buổi cúng nè. Cung kính nghe rằng giám trai đại sĩ, ngài là bậc vô cùng đại trí, ứng hiện thần diệu tùy nghi, xôi nếp cúng đầy công niệm nghĩ. Cái người nấu bếp đó, họ linh động lắm, ứng quá lắm, có phải không? Như vậy là ứng hiện diệu dụng tùy thần diệu tùy nghi, xôi nếp cúng đầy công niệm nghĩ, một hạt biến thành núi tu di. Ai cho mình diện chút nhưng mà lát mình làm ra đủ cho đại chúng ăn. Không thấy tướng ẩn khuất trong mây, thân to lớn hiện nhiều cõi đó đây, hộ pháp ăn tăng hưng hiển. Hộ pháp tức là làm cho đạo pháp được bảo hộ, còn làm cho tăng chúng được yên lòng, no đủ. Hộ pháp ăn tăng hưng hiển, việc Phật quyền phương tiện. Chữ quyền này nghĩa là gì? Nghĩa là khéo léo, là tạm thời nhưng rất ứng dụng. Việc Phật quyền phương tiện, ngưỡng mong quy đức chứng pháp trai duyên, lại nguyện nhờ thần minh nguyện lực, chứng lòng thành thực kính dân. Tùy cơ duyên cảm hóa thân, hiện có thân nhưng không sắc tướng, hiển hóa không lường, hiện thân ăn uống mà trợ pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là cái bánh xe pháp. Mình không có khỏe sao đi thuyết pháp, tụng kinh, làm việc trong chùa để chuyển pháp. Cho nên hiện cái thân ăn uống mà chuyển pháp luôn. Cũng giống như mình thôi, phải ăn uống mới có sức khỏe để đi làm chứ. Hiện thân ăn uống mà trợ pháp luôn, khiến bày bếp núc nhưng tu chứng. Bày phép núc nhưng mà tu chứng à. Độ khắp quần sanh, khiến tiếp mùi biết quay về, mong thủ hộ già lam an tịnh, tăng chúng đều tinh tấn tu hành, thấm nhuần pháp lạc, chốn chốn vững tông phong. Nó có mấy bài cúng là đây Pháp Hòa trích một đoạn là cái lời để mà tán thán cái công đức của ngài giám trai sứ giả. Rồi giờ quý vị thấy gần gũi một chút đó, mình nhìn mẹ mình nhìn vợ mình rất là biến hóa, có cái gì cũng có thể làm ra được bữa ăn hết. Có nhiều khi định làm món đó mà bước vô không có món đó, mà mở tủ ra thấy món khác là có món khác liền. Nhiều khi khách đến nhà bất tử vậy mà vẫn có ăn, vậy thì không phải là biến hóa khôn lường sao, phải không? Nhờ như vậy mà
mà làm cho cái tăng, cái pháp luân được luân chuyển, mà qua cái đường phương tiện ăn uống. Quý vị thấy ăn chay là một cái phương tiện, và mình biết khéo léo làm ra các món cũng giúp cho rất nhiều người, người ta ăn uống không có bị ngán và ăn rất thoải mái. Thành tự ra cái đó cũng là một cái công mà mình phụ trợ vào trong cái việc hoằng pháp. Hoằng pháp có nhiều khi không phải nói pháp, mà qua cái việc ăn uống, qua cái việc hình ảnh. Cho nên là viết nhạc nè, viết nhạc nè, vẽ hình Phật nè, đó, lấy những bài kinh phổ ra nhạc nè, đều là những cái phương tiện độ sanh hết. Thôi thì Pháp Hòa hôm nay nhân dịp cuối năm đại chúng về chùa cũng tất niên, cũng như là hiệp kỵ ông bà tổ tiên, xin có vài lời chia sẻ nhắc nhở về ý nghĩa của ngày lễ, để tất cả chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta làm, mà khi hiểu mà làm rồi thì mình làm rất là tâm thành, và mình đem hết cái tâm mình vào trong cái công việc. Chẳng những vậy mà còn có thể khai hóa được cho người khác cùng hiểu được với mình. Cái người kia họ nóng, mình nguội, cái nguội cũng là ăn pháp. Mà cái nóng đó có phải ăn pháp không? Cũng là pháp luôn, pháp để cho mình học. Đừng có nóng kiểu đó, thấy không? Nóng nó xấu quắc rồi. Nóng nảy rồi trợn mắt rồi cung tay rồi nói thô, xấu quá. Cho nên mình học Phật rồi, dưới cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn của mình rồi, lúc đó mình không thấy pháp nào là dở hết. Năm con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Đây cũng con mắt thường này. Con mắt thường này là con mắt nhục nhãn. Nhưng mà từ con mắt nhục nhãn này mình tu, mình tăng độ. Nhưng mà anh này độ positive, tức là độ gì? Độ của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn, của Phật nhãn, chứ không phải là độ đi mua kiến. Lý do mình tăng độ mua kiến nhiều hơn mình tăng độ của Phật pháp là vì mình thấy nguýt nhiều cho nên nó mới tăng cái độ kia. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó làm cái việc sai đó, đôi dép mình để vậy đó, mà nở lòng nào đó giày của họ tuyết không, họ chồng lên giày mình coi được vậy đó. Mình nhìn thấy là nói theo người Việt là ứa gan rồi đó. Bực bội đó. À, nếu mà bực bội chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Thấy cái đó bực như vậy gọi là nhục nhãn, chuyện bình thường. Nhưng sau đó anh tăng chút lên, chắc hết chỗ anh để rồi, anh chồng lên đó, đó. Thiên nhãn tăng lên chút để xa va, để xí xóa. À, rồi thì mình pháp nhãn là ảnh không chồng, người khác cũng chồng lên. Rồi thậm chí mình mất luôn cái đôi giày đó. Thôi kệ, mình không xài thì người khác xài, chứ người ta thấy đồ tốt ta mới biết đồ tốt mà. Mình mang đồ tốt mình cũng mong người ta biết là đồ tốt. Chuyện này trong chùa bị hoài. Ở Việt Nam mà đi vô lại Phật mà không thấy ôm bó nhang mà thấy kẹp đôi dép không. Vì đi vô chùa là vừa cởi ra cái kẹp đôi dép vô, không thấy cầm bó nhang bó bông gì mà thấy kẹp đôi dép. Và tại sao vậy? Dạ con để hở nó rinh, mà con nhét nhét chỗ nào thấy kỹ nó rình. Cho nên cũng con mắt nhục này, nhưng mà ăn thua mình ứng dụng pháp thì nó tăng lên liền, tăng lên thành thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Thôi thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Hai cái cụm từ vậy đó. Pháp đạo. Cái pháp dẫn mình tới đạo. Bây giờ đại chúng kiểm lại là mình đã nhờ ai pháp gì đó khai thị để dẫn mình tới đạo chưa? Có chưa? Có rồi. Bây giờ cái thế đến là mình làm gì đây? Pháp đạo rồi, giờ mình làm gì? Đạo pháp. Mình phải ứng pháp làm sao để cho người ta thấy rằng tất cả các pháp của mình đang ứng dụng đều là đạo. Nhiều khi á, mình nhường người ta ăn chút,
Thậm chí cái sự hy sinh nhọc cực của mình một chút mà để làm cho đạo này nó tươi sáng lên. Ai không muốn sướng? Nhưng mà nếu cuộc đời này ai cũng dành sự nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ về phần ái. Thành thử ra có những vị Bồ Tát người ta đóng một cái vai cực nhọc, nhưng mà ta chẳng hề khổ, tại vì người ta ứng dụng pháp. Người ta ứng dụng pháp để người ta nói lên một cái đạo lý của cuộc đời. Quý vị thấy có những người ngồi trên văn phòng cao chót vót, nhưng mà ngó xuống đường vẫn có những người để hốt rác ban đêm. Những người đi hốt rác ban đêm đó khá chẳng phải là những người đã hiển pháp cho mình thấy sao? Không, cho nên mình ngồi trên văn phòng nhìn xuống đất thấy một người hốt rác phải trân trọng. Giờ phút này đây mình ngồi văn phòng làm việc thì có những người âm thầm làm những người hốt rác bên đường. Cuộc đời này không có những người đó, rác sẽ mênh mông. Phải vậy không? Cũng như vậy, tất cả những ai người ta đem một chút công sức người ta đóng góp, mình phải trân trọng hết, dù chỉ là một chút. Cho nên á, theo nhà Phật, đại thí chủ không phải chỉ là cúng nhiều của nhiều tiền kêu đại, tâm đại mới quan trọng. Còn của lớn nó chẳng có cái nghĩa là nhiều thôi, chứ nó không nhiều cái khác. Chữ đại nó có nhiều nghĩa lắm. Tâm lượng lớn kêu đại. Ví dụ như mình kêu là Đại Bồ Tát, tiếng Phạn là Ma Ha Tát đó. Niệm cái gì cũng cuối cùng cái Ma Ha Tát hết, mà dịch ra tiếng Việt là Đại Bồ Tát. Vậy thì Ma Ha Tát hay là Đại Bồ Tát, không lẽ ông đó ông bự tổ bố kêu đại? Không phải vậy, chắc chắn không phải rồi. Vậy thì đại này không phải ở cái xếp, không phải ở cái lượng, mà ở cái tâm. Chúng ta chỉ cần thấy điều đó, ứng dụng như vậy, thì nhất định mình sẽ là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, hiểu được Đức Thế Tôn, và chúng ta sống đúng với cái tâm nguyện của Ngài. Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài không phải để chúng ta tôn thờ Ngài thần thánh. Ngài chỉ mong mỏi một việc là mang cái chân lý đến cho mình. Và khi chúng ta nhận ra được chân lý, chúng ta sống được với cái chân lý đó, thì chúng ta đã đền ơn cho Ngài rồi. Cho nên có những vị khi Đức Phật đi thuyết pháp về, có vị đi đón Ngài và dành công: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh được làm người đầu tiên đón Ngài. Đức Phật nói: dạ không, thầy không phải là người đón tôi đầu tiên đâu. Cái vị mà đón tôi đầu tiên là cái thầy đang ngồi thiền ở trong cái hang đó. Tại vì không phải chạy rần rần đi đón mới kêu là đón. Ngồi ở nhà làm việc, ngồi ở nhà làm việc đó, đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang làm việc trong chúng là đi đón đó. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một vị thầy, một vị hòa thượng dặn dò đệ tử: mai này thầy có mất đi, các con đang hành đạo ở bất cứ nơi nào, đừng vì hay tin thầy chết mà bỏ cái việc hướng dẫn khóa tu mà đi về lo đám cho thầy. Các con cứ tiếp tục công việc của mình. Thầy chết thì cũng chết rồi. Và dĩ nhiên nếu mình có trở về, đó là bổn phận của người đệ tử đối với bậc thầy. Nhưng mà người thầy thì không bao giờ biểu thầy chết phải làm cái này làm cái kia cả. Càng đơn giản càng tốt. Người đời mà ta còn dặn mà: một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh chiếc hòm. Cặp đèn cày và một chiếc chiếu thôi, đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán trời trời mình để nuôi con. Đời mà người ta còn đơn giản được vậy thì huống chi mình là người trong đạo. Cái chuyện mà ai làm gì cho mình đó, đó là chuyện của người sau. Người ta thương mình, ta muốn làm cho ta làm.
Nhưng bản thân mình phải thật đơn giản. Cho nên Pháp Hòa ví dụ mai mốt mà Pháp Hòa có chết, mấy chú cũng Pháp Hòa cũng dặn, thiêu xong đi về đừng bận tâm hốt cốt. Khỏi bận tâm hốt, cứ đi về. Vì thầy làm xong việc của thầy rồi, mấy con cũng làm xong việc mấy con, là giúp thầy vô trong cái lò đó. Thầy không thể tự bò vô được. Thầy vô đó rồi thì you done your job. Next job là người làm trong nhân, làm trong nhà hoàng. Họ hốt thầy ra, họ cho thầy vô thùng rác. Xong rồi. Cho nên mình phải, mình thương Phật không? Thương Phật thì mình phải hiểu những gì Phật nói, và mình phải nắm được tinh yếu của Phật, rồi chúng ta sống. Cho nên gọi là kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đà. Bát nhã là trí tuệ, và chỉ có trí tuệ đó, trí tuệ làm gì? Thấy được năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức là không. Thấy thấy cho được năm uẩn là không thì vượt thoát mọi khổ ách. Chỉ cần các con vượt khổ ách là thầy khỏe rồi, khỏi réo thầy nữa. Còn các con còn thấy năm uẩn là hữu thì cứ réo thầy hoài, thì thầy cũng bận rộn lắm. Thầy là Phật á. Cho nên hễ mình vượt khổ thì Quan Âm cũng đỡ rầu lắm. Gặp mình mà quỳ cầm cái nhang nửa tiếng là ngài biết sắp có chuyện rồi. Còn bữa nào mà gặp mình mà đi ngang mà xá ngài sơ sơ là ngài biết bữa nay nó ok rồi đó. Không có khổ đó. Bữa nào mà mình quỳ trước ngài một cách thành khẩn mà nước mắt mình rươm rướm là ngài chuẩn bị rồi đó. Ngồi yên chuẩn bị bắt ấn để nghe. Rồi giờ đại chúng hiểu được chữ pháp đạo, đạo pháp chưa? Giờ giải quyết mấy câu hỏi ha. Có mệt không? Đây cũng là pháp đó. Con có nhỏ em, tức là này hỏi cho người khác á, hay là thấy người khác làm mình hơi thắc mắc á. Con có nhỏ em, mỗi ngày niệm Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Như con biết là tu tịnh độ phải niệm A Di Đà, vậy khi lâm chung em con niệm Quan Âm Bồ Tát có được về thế giới tịnh độ không? Cái này phải hỏi hai vị kia chứ. Quan Âm với Di Đà có contract với nhau. Kính thưa đại chúng, mình niệm Phật nào cũng không có sao hết. Cái quan trọng là cái tâm mình hướng về đâu. Nhưng mà cho dù niệm Phật Di Đà, ngài Quan Âm vẫn đón mình, hay là ngược lại, mình niệm Quan Âm, ngài Di Đà vẫn đón. Tại vì sao? Bởi vì ba vị đó là ba người hợp tác ở cõi tịnh độ. Khi mình lâm chung, đây là Pháp Hòa nói là tịnh độ đó, là Phật Di Đà là người tới đón mình, nhưng mà cái người chở mình là Quan Âm. Tại vì Phật Di Đà là boss, Quan Âm là driver. Hiểu ý không? Cái câu nói nè, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới lên đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Rước mình ba người mà. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, trong tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà, vân vân. Ở đây Hòa chỉ nói ba câu kia. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa.
Còn Quan Âm thì cam lộ rưới nơi đầu, nghĩa là ngài clean bụi ở dưới này với mình, sạch sẽ rồi thì thế chí kim đài trao đỡ gót. Còn nếu mà nói theo tiếng Hán là Phật Di Đà đó, lúc đó đó Phật đến rước mình rồi á, thì Quan Âm Thế Chí không phải chỉ có ba người đâu, còn gì nữa, thánh chúng hai hàng tiếp nghinh, nhớ không? Nó có cái bài hát á, mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về, đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hoa mùi hương thơm ngát, trong ao hoa sen, trong ao hoa sen, trăng vàng đỏ xanh, trăng vàng đỏ xanh. Cái bài Sơn Tinh Thủy Tinh đó mà. Ai gì mình nói nhớ thời xa xưa, non nước An Lạc bôn bề, bôn bôn bề, phải không? Thì bây giờ đến cánh Tây Phương, chư thánh trôi nhạc rước vào, rước rước vào. Đó. Thì khi mình đến cảnh Tây Phương thì chư thánh trỗi nhạc rước vào. Cho nên đừng có ngại. Thậm chí bây giờ niệm Phật Thích Ca mỗi ngày, phải không? Thân mình đang ở Ta Bà, lòng mình thì hướng Di Đà Tây Phương. Cõi đời khi dứt chẳng vấn vương, đi về bên đó rộng đường thênh thang. Cho nên á, trong cái phẩm sám hối cũng vậy, tất cả công đức con làm, quý vị tụng Hồng Danh Bảo Sám nhớ câu đó không? Ví dụ như con nhịn một miếng cơm bố thí cho các loài chim muông, dù con làm một chút công đức gì, con cũng đều hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả việc gì mình làm không phải chỉ là niệm Phật, dù mình làm công đức như bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục, tất cả công đó mình làm, nếu mình thích về Tây Phương, mỗi ngày mình nguyện, con xin đem hết tất cả công đức lành mà con làm được hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Giống như Pháp Hòa vậy đó, ban đêm giảng tới 10 giờ đêm chạy pizza, delivery pizza, rồi ban ngày đi clean kiếm tiền. Thí dụ vậy đó, làm hết rồi tiền mình lãnh lương bao nhiêu check bỏ vô cái nhà băng, thì cũng giống vậy thôi. Mình niệm Di Đà, rồi mình bố thí, mình trì giới, và tất cả công đức mình làm bỏ vô hết cái băng tịnh độ. Cho nên đừng có ngại, mà Phật nào cũng muốn mình đi về cõi đó. Cho nên mình chẳng qua là mình, các ngài có nhiều tên để mình tùy duyên mình niệm thôi. Cũng giống như mình đi học về, má ơi con đói bụng quá, rồi bữa nào cũng kêu má, ba ơi con đói bụng quá, cái nói mày đi kiếm má mày đi, mày thường thường nói kêu tao. Đâu có ba nào nói con đói mà giờ không có má nhà để ba lo cho con ăn. Cho mình niệm ai cũng được, nhưng mà tâm mình hướng tịnh độ. Quý hiểu chỗ này ha. Cho nên don't worry. Gia đình con có người thân qua đời đã hơn 40 năm. Con vẫn cúng giỗ hàng năm, nhưng mới đây con nghe bà mợ nói chết lâu rồi không cúng nữa, đưa lên củ quyền thất tổ. Thưa thầy, như vậy đúng hay sai? Kính bạch thầy giải thích cho con rõ. Đưa lên củ quyền thất tổ là đưa lên đâu? Thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa giải thích nhiều lắm ở trong các cái buổi nói chuyện đó. Khi mà chúng ta có ông bà tổ tiên mất, dù lâu năm mình cúng giỗ, không phải ai về ăn đâu. Cho dù mới chết 2 năm 3 năm mình cúng cũng vậy thôi. Cái cúng này không phải cúng cho cái người đó, mà mình mượn người đó để cúng cho mình. Đa số là mình thích món gì mình cúng món đó mà. Chứ người đâu có đòi hỏi gì đâu. Quý vị kiểm coi có bữa giỗ nào mà mình không muốn cúng món mình thích không? Pháp Hòa nói đùa vậy thôi. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói mình cúng cái này là cúng cái gì? Cúng cái cội nguồn, cái truyền thống, cái cội nguồn để chúng ta không quên lãng tổ tiên. Cái đó mới quan trọng.
Ví dụ người ta quan niệm chết là hết rồi. Thí dụ bây giờ chết là hết thì mình không còn nhớ nghĩ gì nữa hết, thì làm sao mình giữ được cái cội nguồn ông bà tổ tiên của mình? Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ, mình giúp cho cái người đó đông trăm đồng làm vốn cách đây 20 năm, gặp lại mình cái họ lơ lơ, mình có buồn không? Cái con nhỏ đó hồi nó nghèo nó van xin mình trăm bạc, vợ gặp mình nó quên ơn quên nguồn quên ấy đó. Người ta quên mình chút mình còn buồn. Thì ở đây cái cúng không phải ai về ăn, nhưng mà cái cúng này là mình muốn duy trì cái tập cái tục đẹp này, cái văn hóa đẹp này cho con cháu mình nó không quên mất cội nguồn. Càng về lâu sẽ bị càng quên lãng. Cho nên mình cúng đây là cúng để giữ cái diền mỗi văn hóa đẹp đó, chứ không phải ai ăn uống gì hết. Cho nên quý vị có cúng cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết thời gian, sức khỏe hay là hoàn cảnh của mình để chúng ta bày một cái lễ cúng mà nó thích ứng được cho tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ thời gian không có, mọi người bận rộn, vẫn giữ cái cúng mà cúng thật đơn giản. Thậm chí một dĩa trái cây, bình trà cũng được. Không cần mình phải bày cơm nước, có thì cũng tốt, còn không. Cái quan trọng là làm sao giữ được cái lễ đó. Cái đó mới quan trọng. Chứ mình cúng đây mình, bây giờ ví dụ mình bây giờ ông nội mình hay là ba mình không cúng. Ba mình mà mình còn không cúng thì chắc gì đứa cháu nó nhớ ông nội nó là ai. Bởi vì có bao giờ mình cúng đâu, mà hễ có cúng thì có nhớ. Cũng giống như quý vị thấy không, bây giờ mình đặt lại câu hỏi, tại làm sao mỗi năm á, mình vẫn làm dỗ tổ Hùng Vương, mình kỷ niệm bà Trưng bà Triệu, và mình kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo vân vân, thì để mình không quên cái cội nguồn của dân tộc, thì mình cúng dỗ đây cũng để không quên cội nguồn của tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Bởi vì cây mà không có cội á, thì cây nó không thể tiếp tục nó sống được. Bởi vì cội là nguồn. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông. Tổ tông không có như sông không nguồn. Vậy thì mình cúng đây là cội nguồn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái thứ hai nè. Mình có biết Quan Âm là ai không? Mà tại sao năm vẫn cúng 3 ngày vía? Cúng vía thì như cúng giỗ rồi. Phật Đản cách đây hơn 2.500 năm, tại sao mình vẫn cúng giỗ, cúng cái ngày sinh nhật Phật? Như vậy rõ ràng mình vẫn nhớ ơn của các vị đó bên cúng mà. Thì tại sao ông bà mình cúng không được? Mình cúng Quan Âm cắt tất cả các cái ngày vía Phật, mình ghi xuống rõ ràng, mình cúng đầy đủ, mà mình không cội nguồn gì hết thì cái đó không nên. Cho nên mình có bàn thờ Phật thì cũng có bàn thờ ông bà. Quý vị để ý coi, Tết thì mình vía Phật Di Lặc, một mà một năm 3 cái vía Quan Âm, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi thậm chí 17 tháng 11 mình cúng Phật Di Đà, mình gọi là vía Phật Di Đà, nhưng mà thật sự Phật Di Đà không có vía. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày vía. Nhưng mà cái ngày 17 tháng 11 đó là ngày sinh nhật của một vị tổ bên Trung Quốc. Hiệu của ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Và người ta nghĩ rằng cái vị tổ đó là hóa thân Phật Di Đà. Cho nên lấy sinh nhật của ngài tổ đó để làm ngày kỷ niệm cúng Phật Di Đà. Chứ Phật Di Đà không có phải là ngày vía 17 tháng 11 như lâu nay mình cúng đâu. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sinh nhật. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca quảng cáo giới thiệu mà. Phật Thích Ca giới thiệu là có một Đức Phật tên đó đó, ở cõi Cực Lạc phương Tây, vậy vậy đó. Rồi bây giờ người Trung Hoa họ thấy ở bên Trung Quốc có vị tổ tên là Diên Thọ, cái hạnh nguyện cách sống của ngài, gần người ta nghĩ rằng đó là Phật Di Đà hóa thân, cái lấy ngày sinh nhật ngài đặt cho cái đó gọi là ngày vía Phật Di Đà. Mà chúng ta cũng rần rần chúng ta cúng vậy.
Vậy thì tại sao cúng được tất cả các ngày vía Phật mà không cúng được tổ tiên? Có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là cúng không hề có lỗi gì hết. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của sự cúng kiến đó, thì chúng ta mới gọi là người ứng pháp. Rõ ràng như Đại Pháp Hòa Thưa vậy đó. Mình ở trong đạo, mình ứng dụng một cái pháp. Cúng dỗ là một pháp, cúng vía là một pháp. Nhưng đừng nghĩ rằng mình cúng vía đó để Phật phù hộ mình việc đó việc đó. Nhưng mình cúng cái ngày đó để kỷ niệm và nhớ rằng mình học hạnh nguyện của Ngài. Thí dụ mình cúng Đức Quan Âm, đâu phải để Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho mình hết bệnh hết tật đâu. Ngoài cái ý nghĩa đơn giản đó, chúng ta có nghĩa sâu sắc là chúng con xin học theo hạnh nguyện từ bi nhẫn nhục của Ngài và cái hạnh lắng nghe của Ngài để cứu khổ mọi người xung quanh con. Cái đó là cái quan trọng. Ví dụ như mỗi năm mình tắm Phật, năm nào cũng đem Phật ra tắm. Tắm Phật để làm gì? Bởi vì tượng Phật sơ sinh là tượng trưng cho cái tâm của mình. Mà cái tâm mình đó, lâu ngày mình quên chùi thì bụi nó bám. Bây giờ mỗi năm nhắc nhở mình, không phải năm tắm lần, không phải tu năm có ngày, mà một năm ít nhất một lần để nhắc nhở. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây nè, lễ tình yêu nè, lễ tạ ơn nè, lễ chiến veteran nè, mới vừa rồi đó. Một năm biết bao nhiêu cái lễ trong một cái đất nước thì cũng mục đích để làm gì? Để tất cả mọi người phải có cái điểm để tưởng nhớ, phải có cái điểm tựa để tưởng nhớ. Thì tại sao mình không tưởng nhớ ông bà mình được? Cho nên không có gì trở ngại và lỗi khi chúng ta cúng. Nhưng mà chúng ta phải nắm cho được cái ý nghĩa đó, để chúng ta cúng mà không hề bị mang tiếng là mê tín. Mình thắp cây hương cho Phật không hề mê tín, nhưng mà cây hương đó là tượng trưng cho giới. Con thắp cây hương này, con cúng Phật, và con cũng nhắc nhở con sống cuộc đời hạnh đức cho thơm, để hương này lan tỏa. Như cây hương lan tỏa và hạnh đức của con cũng lan tỏa. Con cúng trái cây không phải Phật ăn, mà con hiểu rằng trái cây này là tượng trưng cho quả, và trước khi có quả nó là nhân. Cho nên con cúng dĩa trái cây này nhắc con đạo lý của nhân quả. Cúng dĩa trái cây đó không hề mê tín, mà luôn luôn nhắc nhở mình được cái đạo lý nhân quả mà sống. Con cúng bình hoa này không phải vì con cần Phật phù hộ hay Phật không đẹp con trưng cho đẹp, mà con tự nhắc nhở con cuộc đời đẹp như hoa, nhưng mà rồi cũng có ngày vô thường như hoa. Bởi vì hoa đẹp thì hoa héo. Thì con cũng nhắc nhở con rằng đừng quên cuộc đời này có ý nghĩa của vô thường. Vì vô thường cho nên con nguyện sống đẹp như hoa. Cho nên bình hoa cúng Phật nhắc mình đạo lý vô thường. Và vì vô thường cho nên con trân trọng từng ngày con sống, và con nguyện sống thật đẹp như mỗi đóa hoa này. Cúng Phật vậy, ai nói mình mê tín? Thì tại mình không hiểu thì mình mới bị người ta lung lay. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mình đã đi tìm pháp để đến với đạo rồi, và trong đạo này buông rải cái pháp. Cái quan trọng là chúng ta nắm rõ các pháp để chúng ta ứng dụng pháp mà không hề xa với đạo. Quý vị hiểu được chỗ này ha? Trong kinh có nói phước thanh tịnh và phước nhiễm ô, xin thầy hoan hỷ giải thích hai loại phước trên khác nhau như thế nào. Trước hết mình nói chữ phước. Phước là gì? Nói cho đơn giản dễ hiểu là phước là những điều kiện lành thiện mà chúng ta đang có. Pháp Hòa ví dụ, mình trời lạnh mà có được ngôi nhà ấm cúng ở, có phước. Trong một cái thời đại kinh tế quá khó khăn mà chúng ta vẫn còn công việc làm ăn là có phước. Quý vị thấy phước không? Có hai con mắt còn sáng là phước. Cặp chân còn đi khỏe là phước. Tai mình còn nghe được là phước. Ăn còn biết ngon là phước.
Như vậy nếu nói phước thì thôi chúng ta bàn bạc vô lượng vô số phước. Nhưng mà nếu chúng ta biết có cái phước đó và hãy sử dụng nó cho đúng thì cái đó gọi là phước thanh tịnh. Ví dụ mình có hai bàn tay còn khỏe, còn lành lặn, không đi giúp đời cứu người, lấy hai bàn tay này đi làm những cái việc sai quấy, ví dụ như cướp của, giết người, làm những cái việc sai, thì rõ ràng có phước. Nhưng mà đây là phước nhiễm ô, dụng phước không đúng. Quý vị hiểu ý được Pháp Hòa nói cái, đây là Pháp Hòa nói cái điểm thứ nhất nha. Mình có cái miệng còn đang tiếng nói trong trẻo, không có bị tật nguyền gì hết, nhưng hàng ngày mình không có dụng cái phước này đúng, lời lành không bao giờ nói mà toàn chê không. Ăn cái gì cũng chê, gặp cái gì cũng chê, gặp ai cũng nói, không có cái người nào mình đừng có chuyện hết trơn á, thì rõ ràng có cái phước mà nhiễm. Quý vị thấy được điều đó. Cái nhận thức của mình nó không thanh tịnh cho nên mình nói không thanh tịnh. Cái nhận thức mình nó tịnh thì lời nói nó tịnh. Ví dụ như cái người đó họ như vậy, cái người ta tới ta nói mình đó, thôi chị ơi thì thông cảm đi, gần đây gia đình nó có nhiều chuyện xảy ra, tánh tình nó mới như vậy đó. Mình nhận thức rằng người đó có những cái problem đúng, nhưng mà là nguyên do, cho nên mình đem cái phước thanh tịnh. Quý vị nhận ra được cái chỗ phước tịnh và phước không tịnh không? Rồi, có những cái phước chúng ta có mà chúng ta sử dụng không đúng. Ngày xưa theo như người ta kinh sử nói đó, ông Tô Đông Pha đó, quý vị có biết Tô Đông Pha không? Ông là một nhà thơ trí thức của Trung Hoa đời nhà Đường đó. Hay đời nhà Tống, là Tống. Ông đời trước là một vị thiền sư, nhưng mà phước quá cho nên đời này sanh lại là một ông quan. Nhưng mà khi mình làm, mình có phước mình làm quan, mà cái phước làm quan này nó cũng dễ làm cho mình nhiễm lắm. Tại sao? Tại vì khi làm quan thì cái gì nó đến với mình? Danh vọng, rượu chè, gái gú. Cho nên rồi cuối cùng ông bốn bà vợ, có chỗ nó ông bảy bà nữa. Như vậy thì mình có cái phước, nhưng mà nếu cái phước đó mà lọt vào cái chỗ mà không đúng thì mình có thể do cái phước đó mà mình sanh nhiễm ô. Có nhiều khi mình sống hoàn cảnh nó không có được thoải mái lắm mà không chừng tốt. Tại nhờ vậy cho nên mình không có sanh cái tâm sai quấy. Ví dụ như bây giờ, hồi đó đó mình đó, con cái nó còn nhỏ, ở Việt Nam gửi thơ xin tới tấp, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ đi làm, lo cho con, lo cho gia đình đây, lo Việt Nam, cho nên không có sanh tật gì hết trơn á. Tại vì tiền lãnh ra là thấy chỗ nào cũng phải chi. Tự nhiên vợ ở Việt Nam cũng ổn rồi, con cái giờ nó ổn, lương lãnh ra nhiều quá, cái bắt đầu tật nó sanh. Bởi vì thấy tiền nhiều quá, cái bắt đầu rảnh rỗi quá, cái không có phải hai ba job như xưa nữa, cái thì có thể đi đánh bài, có thể đi là cá độ, mất hết tiền. Đấy, cái phước đó là có phước mà bị nhiễm. Cho nên á, bữa nào có bạn sẽ nói cái bài kinh đó, Phật có nói cái bài kinh này, bảy điều mà chúng ta không nên có thì mới được người ta ái mộ. Cho nên nhiều khi á, mình là một cái người vô danh, không chừng mình khỏe hơn người có danh. Tại vì có danh rồi thì phải gì kế bên? Cái lợi. Ta, con người mà sống bằng hai chữ danh lợi mà. Hễ mà có danh là bắt đầu mượn danh kiếm lợi. Mình lợi dụng cái danh mình, rồi người ta tới, người ta thấy danh mình lớn quá thì người ta ủng hộ, người ta đút lót cái danh đó. Tự nhiên lợi đâu nó tới cái mình quên. Ví dụ hồi đầu mình làm quan, rồi người ta thấy mình làm quan, chuyện gì người ta tới mình, cái ta phải
gì đó đút lót, từ đó cái mình xài quay. Quý vị hiểu được điều ý và nói ha, quý vị hiểu được cái chỗ này không? Cho nên gọi là phước nhiễm ô hay là phước thành, ai cũng có phước, nhưng mà nếu anh không dùng phước đúng thì phước đó trở thành ra phước nhiễm. Còn anh có phước mà anh dùng nó đúng thì phước này là phước phước tịnh. Ai cũng có phước hết, nhưng mà quan trọng là anh dùng phước đúng không. Câu cuối: xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con làm sao để Phật tử chúng con mở rộng lòng từ bi, yêu thương mọi người và xóa bỏ tâm ganh tị ích kỷ. Nếu mà tâm ganh tị ích kỷ mà xóa được thì mình không phải là phàm phu. Tất cả những cái khổ lụy mà nó sanh ra trong cuộc đời này không ngoài một chuyện, đó là cái bản ngã của mình. Bản ngã nói cho hiểu là cái tôi. Hễ mình còn cái tôi là cái gì cũng có đó. Thí dụ như là tôi là tu lâu, nghe không? Cái tôi tu lâu cái là cái gì nó đến, cho nên tôi bắt mọi người phải kính trọng và tôi khinh thường những người mới tu. Cho nên từ cái tôi tu lâu này nó sanh ra bao nhiêu cái pháp khác, mà hễ mà cái tôi này không còn thì các pháp kia nó cũng giảm. Cho nên á, hễ mình đừng có thấy, thí dụ như mình là Pháp Hòa hay ví dụ, mình là cái gì thì ai dám gọi mình là cái gì nữa. Còn mình không là gì thì mình mới là tất cả. Cho nên á, sở dĩ mình á còn tâm ganh tị ích kỷ là vì mình còn có thấy tôi. Thí dụ nha, mình bằng người ta thì mình nghĩ rằng mình hơn người ta, mà người ta mà hơn mình thì mình kéo người ta xuống bằng mình. Đó là mà Phật định nghĩa cái chỗ gọi là mạng đó. Mạng đó, mạng quá mạng, có nghĩa là mình đem cái tôi của mình lớn hơn mạng người khác. Thế mà mình bằng thì mình nói mình hơn, bằng mình, người ta bằng, người ta hơn mình thì mình kéo xuống cho bằng mình. Còn người ta mà bằng mình đẩy người ta xuống. Rồi ngoài ra còn mạng gì nữa? Ỷ mình trẻ, ỷ mình đẹp, ỷ mình giàu, ỷ mình có thế lực, cũng sanh ra ngã mạng. Cho nên á, để có được cái tấm lòng từ bi yêu thương mọi người đó, mình luôn luôn thấy mình là gì? Mình là nhỏ bé, mình không là gì hết. Cho nên á, tại sao trong Phật giáo mỗi lần mình gặp Phật mình lạy xuống tới trường Phật mình? Tại sao phải có phương pháp lễ lạy? Bởi vì cái lễ lạy là giúp cho chúng ta giải trừ cái ngã mạn. Ai cũng muốn dương lên như thế này, chẳng ai muốn cúi xuống. Cho nên quý vị nhớ là không có một đất nước nào có một tượng đặc biệt như ở đất nước Việt Nam mình. Đó là tượng một vị vua ngồi khom cái lưng xuống, có tượng Phật ngồi ở trên đó. Cái tượng đó ngoài Bắc đó là một vị vua nhà Lý. Và khi ông sám hối cái tội của ông đã cho người tạc một cái tượng là chính tượng đó, là đích thân ông đó, là tượng đó là của ông đó. Ông khom xuống là trên lưng đó có một tượng Phật mọc lên. Đó là một vị vua mà sau khi ăn năn cái lỗi của mình và thấy rằng mình phải sám hối, lưng mình phải cõng Phật. Cho nên á, mình khổ một cái là lại Phật xong vuốt đầu một cái cho Phật leo này ngồi nè. Nhưng mà mình không có khiêm cung, lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải hơn người ta. Thậm chí tại sao tôi phải chào nó? Nó không chào tôi, mắc gì tôi chào nó? Cho nên mình luôn luôn mình phải đợi người ta chào mình mới chào lại. Có nhiều khi mình cũng hay lắm, tôi thấy mọi người đi chùa tụng kinh nhưng mà dữ quá, bởi tôi đâu có thèm tụng. Như vậy thì mình thấy cái, mình lấy cái pháp dở của người ta biến nó luôn thành cái pháp
thối lui của mình, thấy cái dở của mình để rồi mình tự mình lui sụp mình. Vậy đúng hay sai? Đó. Cho nên đa phần mình sống bằng cách đó. Người ta không chào mình nhưng mình vẫn chào lại, thì cái đó mình mới thật là khiêm cung. Gọi là mình xóa đi được cái tâm ích kỷ, ganh tị, tất cả. Cho nên á, khi mình làm việc gì á, mình đem cái tiểu ngã mình hội nhập. Mình hội nhập được với đại ngã rồi thì mình thấy mình với tất cả là một. Cho nên cái bài tự quy y tăng hay lắm đó. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Nghĩa thứ nhất, con xin về nương tựa tăng, và con mong rằng tất cả mọi người, chữ tăng là đoàn thể mà, cùng hướng về một con đường với nhau để đi đến cái chỗ vô ngại. Còn có nghĩa rằng con hội nhập được con vào trong cái đại thể rồi, thì hễ con hội nhập được con thì nó mới không còn trở ngại. Quý vị để ý, trong một gia đình ai cũng đồng ý một việc mà chỉ một người chống thì sự việc cũng giải quyết không êm đẹp, không hài hòa, không thật sự là dễ thương. Nếu mình thấy rằng trong một buổi họp đó tất cả mọi người đồng ý, có mình không đồng ý à, quăng cái cục ngã của mình xuống, hội nhập mình vào trong đó, mình sẽ thấy mình làm cho mọi người trong gia đình vui vẻ với mình liền. Có mình chống à, mà bây giờ người ta nể mình, người ta phải lưỡng lự, có phải mình làm khó dễ không? Cho bây giờ mình thấy rằng đa số đã đồng ý như vậy thì mình cũng đồng ý như vậy. Cho nên mỗi ngày cái câu mình tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng đó, nó có cái nghĩa lý sâu sắc lắm. Và cái câu tự quy y Tăng là con xin trở về nương tựa được cái bản chất hội nhập, hài hòa. Chữ Tăng là gì? Là hòa thuận. Sống mà chống bán nhau thì không thể gọi là Tăng. Cho nên chữ Tăng là đoàn thể, là hội chúng, có hai phương diện, một là thanh tịnh, hai là hòa hợp. Mà mình không có thanh, không có hòa hợp thì sao thanh tịnh được? Tâm ai cũng bị lao chao, còn phiền não với người kia tại vì người kia cho hội nhập. Cho nên thưa đại chúng, để đưa cái đạo đi lớn, thể giải đại đạo, nhớ không? Để mà phát, mình phải phát vô thượng tâm, phải phát cái tâm vô thượng, mình mới có thể làm đạo mình đại đạo được. Tâm không phát thì không thể đi trên con đường đại đạo được. Ba cái câu đó nghĩa lý hay vô cùng, sâu sắc vô tận. Mỗi ngày mình đều đọc tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh. Rồi gì nữa? Cái câu tự quy Phật á, tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. Đạo lành ở đâu mà hiểu đạo lành thì hiểu, mà tâm vô thượng chưa phát thì làm sao đạo lành đến cái chỗ đại đạo được. Cho nên chữ Hán á, thể giải đại đạo, mình phải đồng hội nhập được với cái, nhập vào cái đại đạo đó. Bằng cách nào? Bằng phát, cách phát tâm vô thượng. Chỉ có tâm vô thượng phát thì đại đạo mới rộng lớn. Ở đây cũng không ngoài cái ý, mình muốn làm cho đạo đẹp không gì ngoài ứng dụng pháp. Pháp ứng dụng được thì gọi là đạo pháp. Mà dụng được như vậy thì chúng ta đã đến được cái gì? Có con đường đi đến pháp đạo. Từ pháp đạo đến đạo pháp, bằng cách là chúng ta hội nhập mình. Mình thật là nhỏ. Cho nên á, có một lần Pháp Hòa nói đùa đó, khi ai hỏi ý kiến mình thì mình nói dạ, ý kiến tôi chỉ là một con kiến. Ý kiến của tôi chỉ là một con kiến. Cho nên quý vị, cho nên con kiến này nó bò vô đó rồi thì nó chẳng phải là con bò, nó chẳng phải là con trâu, con voi, nó chỉ là con kiến. Mà mình thấy ý kiến mình chỉ là con kiến thì không có gì phiền hà. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Mình cứ nhớ như thế này, hễ mình đánh người ta thì cũng giống như là mình đánh mình. Quý vị nhớ triết lý đập mũi không?
con muỗi nó đậu trên mặt mình, đau quá lấy tay đập con muỗi. Nhưng khi đập con muỗi chết thì ai đau? Mình cũng đau. Cho nên vì tao, tao phải đánh mày. Mày cắn tao đau quá, vì tao, tao phải đánh mày. Cuối cùng tao phát ra một, hiện một điều rằng vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Mày hiểu được cái câu đó không? Vì tao, tao phải đánh mày. Cho đau quá. Bây giờ tao hiểu được một chân lý rằng vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Đừng có nghĩ rằng người kia chết thì mình sẽ sống thảnh thơi, không có đâu. Người kia chết thì mình cũng phải trả với một giá. Ví dụ bây giờ trong chùa 5 người chia nhau việc đỡ không? Tìm mọi cách hất 4 người kia đi. 4 người kia đi rồi thì một mình làm vua. Lên ghế ngồi xong rồi quân sĩ đâu? Dạ chạy xuống dưới. Dạ. Xong mình chạy lên đây nói rót nước cho hoàng thượng coi. Mình chạy xuống dưới. Dạ. Nếu một mình thì là vua cũng mình, mà lính cũng mình. Còn nếu mà có 5 mình thì có lúc mình làm vua, rồi có người khác làm lính, rồi có khi người khác làm vua thì mình làm lính, thích hơn với nhau, không hạnh phúc hơn sao? Cho nên đừng có cái tâm ganh tị mà muốn hất ai hết. Đấy không? Mình phải làm sao đưa mọi người vào một mối thống lý đại chúng, để gì? Nhất thiết vô ngại. Thôi hết giờ.